Sáng ngày 18 tháng 9, Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tiếp nhận kinh phí ủng hộ xây dựng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Kiến An tới sự có đồng chí Phạm Văn Khanh, ủy viên thành ủy, bí thư quận ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân quận, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, phó bí thư quận ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, đồng chí Bùi Thị Tuyết Mai, phó bí thư thường trực quận ủy, cùng sự có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận. Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tiếp nhận ủng hộ từ 5 doanh nghiệp và cá nhân hảo tâm, trong đó gia đình ông Hoàng Văn Vương, số 147, Nguyễn Văn Hới, phường Thành Tô, quận Hải An, ủng hộ 50 triệu đồng, công ty cổ phần OCE Việt Nam, số 36, đường Tân Hà, phường Lãm Hà, quận Kiến An, ủng hộ 20 triệu đồng, gia đình ông Vũ Tiến Dũng, số 4 trên 45, Vĩnh Tiến 2, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Trân, ủng hộ 20 triệu đồng, gia đình ông Phạm Văn Trọng, tổ 14, phường Đằng Hải, quận Hải An ủng hộ 20 triệu đồng, và gia đình ông Phạm Văn Quý số 221 đường Đất Đỏ phường Quán Chữ quận Kiến An ủng hộ 10 triệu đồng. Thay mặt quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, đồng chí Phạm Văn Khanh, ủy viên thành ủy, bí thư quận ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân quận bày tỏ trân trọng ghi nhận mọi sự đóng góp, ủng hộ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài quận xây dựng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Kiến An. Nguồn kinh phí này sẽ được quận sử dụng đúng mục đích phục vụ việc xây dựng công trình tâm linh ý nghĩa này. Tính đến thời điểm hiện tại, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận đã tiếp nhận hơn 12,4 tỷ đồng từ các tập thể cá nhân trong và ngoài quận ủng hộ xây dựng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Kiến An trên Đồi Thiên Văn, mới đây tập đoàn VinGroup cũng đã ủng hộ 3 tỷ đồng.